với nội dung đánh trúng tâm lý muốn mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng, những tấm biển giảm giá, xả hàng giá sốc, xả kho được tung ra nhằm kéo khách dịp cuối năm ở Đà Nẵng. Nổi bật nhất là tuyến phố thời trang Lê Duẩn, quận Hải Châu, các biển hiệu quảng cáo với chương trình giảm giá sốc, biển giảm lên đến 80 đến 90% hay mua một tặng một được treo ở khắp mọi nơi. Sản phẩm được giảm giá chủ yếu là quần áo, giày dép với nhiều cách giật tít hấp dẫn trên băng rôn như dọn sạch kho, rẻ như cho, giá nào cũng bán, mua một tặng chín. Nhân viên cửa hàng quần áo có treo biển xả kho trên đường Lê Duẩn cho hay, mặt bằng tại đây được thuê với giá 35 triệu đồng một tháng và cửa hàng đang cố gắng bán hết những mặt hàng có trong kho để trả mặt bằng. Nhưng lượng khách những ngày qua thì không đông như kỳ vọng. Còn một nhân viên cửa hàng thời trang khác trên đường Lê Duẩn thổ lộ đang chủ động giảm giá sâu để kích cầu người trẻ mua sắm và kỳ vọng cận Tết, sức mua sẽ tăng hơn so với những ngày vừa qua theo ghi nhận tình hình kinh tế khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu nên chưa mặn mà với việc mua sắm từ đó các cửa hàng buôn bán ế ẩm mặt bằng thuê ở vị trí đắc địa lại càng có giá cao cho nên buộc phải đóng cửa trả mặt bằng cắt lỗ chủ nhà trưng bảng cho thuê nhưng ít có người hỏi liên hệ với một người cho thuê mặt bằng trên đường Lê Duẩn với mục đích bán quần áo. Chúng tôi được người này khuyên, bán quần áo lè xẹt sẽ, sẽ chịu không nổi giá thuê mặt bằng ở đây vì chủ yếu bán thời trang cao cấp và người này không tiết lộ giá thuê qua điện thoại. Còn ở một vị trí khác trước đây được một doanh nghiệp thuê để bán giày dép túi sách cũng được chủ nhà giao giá cho thuê 25 triệu đồng một tháng. 25 triệu đồng là đã bớt giá nhiều, bớt gần 7 đến 8 triệu đồng. Người thuê trước đó là 35 triệu đồng, chủ nhà nói. Không chỉ ở trên tuyến đường Lê Duẩn, những tuyến đường khác như Âu Cơ, quận Liên Triều địa biên phủ, quận thanh khê, hùng vương cũng có nhiều cửa hàng trưng bày băng rôn kèm dòng chữ với nội dung giảm giá, xả kho siêu khủng.